Ồ, map đẹp đi. Bỏ cái vụ nhét lựu đạn vô mỏ rồi nha. Cái mod nó bị lỗi. Biết ngay. Lúc mà mới lấy về không sao, nhưng mà thằng đó nó cập nhật một cái lỗi. Chapter 1 10 giờ rưỡi. Watch where you shoot. Ba bình, ba cái cầu chì. Như là lậu á. Chị hướng nào trời. Gì vậy? Đây còn cái mà. Thôi. Một cái. Rồi ăn lợi. Đây gặp được. Đây còn cái à. Giống cái shop á. Shop còn dưới nữa, dưới còn á. Chết, bên này có một shop nè. Weapons here. Có cậu chị hình dạng gì á, nó có sáng lên không? Nó có kiểu như cái ống gì á, ống gì bẻ ra phát sáng á. Ờ. À. Đỏ. Đây không có nè, chắc ở dưới vậy đó. Xuống lầu đi. Lấy cái tung đâu đây? Cái gì đấy? Cái hai nè. Lục rồi. Rồi xong. Đi lên lầu 1, lầu 1. Dưới mà. Ủa, ờ bị khùng. Xuống dưới. Nào rồi. Này nè. Ừ.
Đéo vậy. Mẹ gì vậy? Gì vậy? Nữa lại bay nữa quá, chưa chết nữa chứ. Đéo gì vô vô vô. Ơ gì vậy? Đang bắn bị bất cơ kéo. Phá gói. Phải coi gì đó, chưa kịp lụm nhặt lụm hết khí rồi. Lụm đồ là lẻ lắm mọi người, mình nữa dưới á. Dao nè, dao nè, ở con cái à. Có một dụng cụ phụ mà thôi kệ bài đi. Nhặt có ghê gì. Nhạc của mắt có nhiều vụ phụ mà kệ bà, cứ đi theo cách story chính được rồi. Cứu cứu. Xuống luôn, xếp hao dưới cùng á. Nó ốp tiếp nhiệm vụ phụ là tìm cái chìa khóa vàng. Chị à, để mở cái cửa kia. Đéo. Cửa đó có gì thì không biết. Có gì cũng kệ mẹ. Đi anh ơi. Rồi mở cửa đi. Chapter 2. Ba sáng. Ghê vậy. Hai mươi giây là xong. You can turn the light temporary. Nghĩa là lúc mà tắt đèn là có gì đó, phải đi nhanh trong lúc đèn còn sáng. Ở đèn tắt rồi đó. Lâu vậy, lâu vậy, lâu vậy. Ủa gì vậy, sao với ai vậy? Ủa sao không có nhạc? Ủa dạ, chó. Ừ, có bắn nó đâu. Đây à, đây à. Là dê nè, xong rồi đi thẳng qua luôn. Chucky. Rồi. Bên này nè. Đâu rồi? Bên này gì đây, lựu đạn. Đây à, đây à. Chết à. Hey.
kiếm được kìa, hai kiếm được kìa. Anh heal một cái rồi. Ôi địch mà lộn phòng. Anh em anh lên. Ủa là thế này. What? With the helicopter and fly to be back. Đi vô tòa nhà đó đi. Sao bơi đều? Bơi đều. Bơi chết rồi. Vô cửa, vô cửa, vô cửa. Mắt này chơi lâu lắm rồi, quên hết. Đâu phải liên minh đâu mà nhớ. Tiếng bạn, tiếng bạn vướng đầu. Đây ở đâu nữa? Cứ đi sẽ có đường. Đừng có máy bay rồi kìa. Gì? Surprise, motherfucker! Đạn máu bên này. Ôi gì? Đừng đâm tao, đừng đâm tao. Xong xuôi rồi, đi tiếp. Rồi từ từ qua. Qua chết đi Phương. What the? Trời 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 trời. Chị. Thôi rồi tôi về thôi. Đép đỡ thằng máy. Ơi 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 ơi. Đậu đầu, đậu đầu. Thằng máy xuống chưa? Đợi thằng máy. Con Phương đứng tăng rồi. Bách à, lỡ quê chúng nó rồi phải không? Nó ngồi bên kia kìa. Đâu rồi? Để hiểu. Thằng máy xuống rồi. Đầu vô. Má này hăng máy. Vẫn chưa có súng xịn. Coi được thằng đâu. Chấm hỏi trực thăng. Look out!
tránh những khu vực bị nhiễu nhiễu sóng nha, đi đi càng xa càng chết á. Ờ, quay lại lộn trời lộn mà lộn mà lộn mà lộn quay lại quay lại quay lại. Vô chết á, vô. Cái này giống như cậu điều tì. Vô luôn vô luôn vô luôn chỗ này chết rồi. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Văng lửa xong rồi kêu bên này. Nói tiếng Việt đi mày. Ủa ai đi ai đi tuốt bệnh rồi. Ở đây anh ơi, cứu lừa anh ơi. Em Phương Phương mày xử làm tao ơi. Cái này đường khác anh cứ đi đường này. Cái chỗ này trời. Đi em đi em. À thấy rồi thấy rồi. Đánh tìm được đường bí mật. Cái này cũng có rồi. Thằng nào đốt cái gì vậy? Mở máy điện thôi. Rồi qua đây đép nè. Đẹp bảo vệ cái. Trời má. Đi mét cái gì. Lên đi Phương, lên đi, lên đi, lên đi. Ôi mệt mẹ. Đi nè. Đi đâu? Ở đây. Cửa mở rồi. Ai bắn lên, ai bắn lên đi. Ok. Sắp ra đường chưa? Tìm hai cục pin. Súng nào cũng hết đạn rồi. Là cú lừa rồi nha. Nhớ hình như trong công viên này có súng. Có đạn nè, đạn nè. Dùng súng đi. Qua tới, qua tới. Cú đó kìa. Dễ tốt bên kia sao cứu. Cứu đi. Ba chấm hả? Ủa, đâu phải. Kiếm bình ác quy gì kìa.
nhất như thế. Bình thường nhất, bình thường nhất. Bình nát quý đâu. Kiếm cho mấy xe á, kiếm mấy xe hơi á. Kiếm cho mấy xe hơi á. Lụm đi, lụm đi. Xe cũng kêu, xe bên kia cũng kêu. Chạy, chạy. Đi về chỗ xe cứu hỏa, chỗ có cổng á. Theo tôi luôn đi. Bộp đâu, chạy đất ơi. Kìa dạy đâu rồi. Dạ. Gì? Sửa cái hàng rào. Không chưa. Xoay xoay xoay. Tay đi. Khởi động, khởi động xe xăng cứu. Xe xăng bên này. Đứng kìa. Đứng ngay đi, đứng ngay, đứng ngay, đứng ngay đi. Mở cửa rồi, vô cửa, vô cửa, vô cửa. Có cho kì. Phía sau lưng kìa. Tăng. Đi luôn đi. Ờ tiền mất 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 nhạc tăng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ờ cho mình thuốc thôi, để có mấy. Đéo đéo kịp. Không cho hợp lý rồi, giờ cho chăm hỏi luôn. Sau lưng tăng kìa, vẫn nó chưa chết. Chết rụm luôn rồi, cho nó chết đi. Từ từ cài đạn cái. Rồi. Ê. Mày mở ra luôn đi. The end. Mày là gì? The end là hết chưa? Mấy em đi lên được rồi, hết rồi luôn. Kiếm bò nó nhiều quá mà. Nghe nó update win lên 1909, nó cải thiện CPU. Ô 1910 mà. Đại chín 10 đánh ông giờ mới nhớ lại đại chín. Gì hay vô. Để đừng lát đi vào dân rồi. À quên, chú update iOS lần nữa. iOS có cứ update, đừng sợ gì. Đừng luôn. Đừng nói, đừng nghe lời mấy thằng trên YouTube nói là update này lên bị này bị kia. Ủa đi đâu nữa, bấm hồi nãy radar phải không? Ừ. Ủa khoan, có cái sơ đồ trên tường kìa. Bắn xuống cái thùng đó bùm ở gì nữa. Lấy hút nổ nè. Rồi đi, đi à, hút nổ đặt đây luôn. Fire the hole. Lùi 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 lùi, tít tít thôi cả lùi. À có nguyên bài chạy vô kìa. Đi. Ủa 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 sao nổ gì vậy? Nổ rồi đó. Má, gậy.
đẩy cái tường ra hết. Đốt ngoài. Thằng khác cái gì ta? Đưa đây. Bắn cái quạt mấy quạt dưới kìa. Đây. Play the second C4. Đép 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 bảo vệ đập bom. Chạy anh, chạy anh trà sữa kìa. Ủa đặt chưa? Ủa đặt rồi mà. À đang đợi nổ. Phá hủy cái bucket thứ hai. Ở đâu? Đây nè. Ủa làm sao để phá bắn qua đổ nổ đâu? Bắn nhiều đạn nó nổ chứ. Tao thấy từ nhà tao có bò tốt nhìn hẳn ta. Giống mấy người. Hả? Tao hiền mà. Cùng bắn mà ngăn hơi nhiều thôi. Oh fuck. Hồi chiều mấy nhỏ nó công ty á, không còn ghẹo tao nữa. Là BD mà lên bàn mạnh dữ. Tao hỏi thử không gì à, đúng rồi, cho đi hết đạn rồi. Defend yourself. Mày bị gì vậy Phương? Quá tốt kìa ông, nó bị cứng đơ kìa. Đẩy nó đi, đẩy nó đi. Sửa. Chưa chết, sửa chưa chết. Lộ ơ mập. Hết giờ nhìn xịn hơn hết giờ của Seth Go. Seth Go nhắc được. Nó biến mấy con tàu nhiều. Cứu. Còn. Trả lời. Giờ xin lỗi em có skin mình sẽ nó lên luôn. Dạ. Nó chưa xong nữa chứ. Chưa có tăng nữa. Tăng. Mày bị tông là mày rớt dưới rồi đó Phương. Để mày cứu mày. Đâu. Đó đó gì nhé. Đi ra. Không chở con kia đi. Chết rồi. À, tụi mình cũng thế thôi, khác gì. Có máy hồi sinh nè. Ủa dạ. Tướng dẫn ra mắt anh em. What?
tin đi. Bơ. Gì? Gì nghe tiếng mèo đâu đây? Tiếng phương la. Quá em lên. Ủa mày đâu? Last round. Một máu. Anh em rồi. Em rồi khỏi luôn. Chúc mừng nha. Rồi 90 máu lại rồi. Nào bắn cái gì nổ chết luôn cho chơi. Cửa chưa mở cái bắn bẻ cửa đi. Nam Nhật làm gì? Nó còn gì đem lọ thuốc cũng được đem theo đó nữa, chạy lỡ gì nóc đâu tăng nữa chứ. Thuốc không đã. Không còn gì đó, đang kiếm nữa. Tăng bên này nè, bên chỗ tôi đứng nè. Rồi nên nó đi vô nhà, đi vô nhà rồi. Nam Nhật thì kiếm ai vậy? Kiếm máu. Để ta. Để chung phương. Giải tán. Rồi. Rồi chạy phương. Cái gì? Chết rồi. Đâu? Chuẩn bị mở. Chuẩn bị mở mày á. Còn cái khói gọi là cái tụng điềm vọng á. Má sao lẹ. Sao mày nhè tao ra mày dí hoài vậy? Đâu rồi? Đi vô, đi chậm rồi nào, đi nhanh đi. Đánh lên. Rồi, ăn lờ luôn, có ai chết chưa vậy? Chưa. Chỉ súng nhìn nhau bảo vệ, thằng nào cũng chậm hết rồi. Lên. Hình thế. Xịn. Thôi ram đi. Rồi xong. Thoát bình thường nha. Đừng có táp.